Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, anh này liền quát lớn: "Âu ế, chạy kiểu gì đây? Xin lỗi anh dài nhiều nhé." Nhìn thoáng qua cô gái vừa đụng xe mình, anh kia đoán chắc cô gái này là người tốt, vì cô ấy có một tâm hồn đẹp. Nên anh ta bảo: "À, không sao, xước nhỏ xíu thôi mà." Dồi ôi, chiếc xe bị tông nát bẹt như thế này mà bảo là xước một tí thôi à? Anh kia quả thật là một người nhân hậu. Ê mày, sao con zombie đằng kia nhìn sành sao thế nhở? Có mày vàng vọt ấy con chó. Vâng lớn, chính là con mặt lờ én. Do thể tích nào quá nhỏ nên có thể trà trộn giữa đám zombie. Có thể bạn chưa biết, bọn zombie sẽ tấn công những người có não. Còn con én không có não nên chúng trả thêm tấn công luôn kìa. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Có vẻ như anh chàng này đang thất tình, mặt mày ủ rũ, đứng một mình trên ban công. Ủa, nhưng hình như anh ta đang ngâm bánh quế, chứ có phải là đang hút thuốc đâu. Ngồi xem phim một mình mà anh ta rưng rưng nước mắt, đã uống hết 3 chai. Nhưng hình như đây là chai sữa thì phải. Gì tả vậy ba, tự dưng tôi nghĩ đến một ngày không còn có em nữa. Bé lên ôm hôn đi, nhìn cờ gì. Cậu bé này sau khi gọi lớn cùng từ xa dâm, cậu ta đã trở thành người lớn với sức mạnh phi thường. Còn cậu bé này sau khi vận sức, cậu ta đã trở thành gáo gót siêu to khổng lồ, khiến cho xa dâm phải há hốc mồm. Sói vừa quen được một em trên Tinder, cô ấy nhắn tin với sói: 7 giờ tối nay gặp nhau nhà ăn, ai đến muộn mỗi phút bị phạt 100.000 nhà ăn. Ok em. Bạn chỉ đang tới, món nào đắt nhất em cứ đem lên nhé. Vâng. A few moments later. Cô gái kia đã ăn hết đồ ăn trên bàn, nhưng đợi mãi mà sói vẫn chưa đến. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không được. Dạ, nhà hàng sắp đóng cửa rồi, cho em gửi bill ạ. Nhanh nhanh sói ơi, khách hồi quá. Tối nay phải xong cho chị nhá em. Rồi, ôi, thì ra con sói đang làm việc tăng ca nên nó không thể đến cuộc hẹn được. Mà mày cũng nhờ thế mà nó thoát được một pha đào mỏ của cô gái kia. Anh chàng này đang tập trong câu cá, sau một lúc chăm chú, cuối cùng cá cũng đã cắn câu. Lục. Nhưng thật là đen đủi, đây không phải cá mà chỉ là một chiếc giày. Anh ta liền quăng cần câu tiếp, nhưng thứ mà anh ta nhận được thì chỉ là một cốc nước mà thôi. Không từ bỏ, anh ta tập trung cao độ hơn, và lần này thứ mà anh ta nhận được là một cái ví với rất nhiều tiền. Hay, rồi ôi, thì ra anh chàng này dùng cần câu để móc túi, chứ có phải là đang câu cá đâu. Cô ba đang dọn dẹp nhà cho thằng Mai thì có chuông điện thoại reo. Alo, chị là mẹ của Thanh Mai đúng không? Con chị vừa nhập viện, chị chuyển tạm ứng viện phí gấp giùm em. Bao nhiêu về cô? 38.275.000 nha chị. Vừa hay lúc đó, cô ba phát hiện trong phòng của thằng Mai có một tấm poster quảng cáo. Số lượng có hạn, Gundam rực rỡ, giá chỉ 38.275.000 đồng. Ủa, sao số tiền của bộ đồ chơi này lại đúng bằng số tiền đóng viện phí cho thằng Mai với ta? Hy vọng đây không phải là sự trùng hợp, chứ đọc số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản mà trùng với số tài khoản của bố nó thì chuyện này không trùng hợp nữa mà là trùng táng luôn. Nhấn đăng ký và bật chuông.